Nằm mơ thấy cắt tóc, đánh con gì là điềm báo gì? Nằm mơ thấy cắt tóc, điềm báo tốt, báo hiệu cho bạn biết kế hoạch và dự định của bạn sẽ đạt thành công lớn. Nằm mơ thấy mình vào salon nhưng không cắt tóc, giấc mơ này báo hiệu cho bạn biết vị trí của bạn trong công ty không bền vững. Nằm mơ thấy mình bị cắt tóc, cho biết bạn đang bị người khác hại. Nằm mơ thấy mình cắt tóc cho người khác, cho thấy bạn là người thân thiện, luôn gặp may mắn, cuộc sống viên mãn. Nằm mơ thấy tự mình cắt tóc mình, trong giấc mơ này mang điềm báo xấu, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề, nhưng bạn sẽ tìm thấy hướng giải quyết cho những vấn đề đó. Phụ nữ mơ thấy mình cắt tóc, giấc mơ cho thấy bạn là người phụ nữ thân thiện, mạnh mẽ, hòa đồng, dễ gần. Đàn ông chiêm bao thấy mình cắt tóc, điềm báo tốt, sự nghiệp, công danh, thăng tiến. Mơ thấy bị phải cắt tóc, giấc mơ này cho thấy bạn lo lắng, sợ hãi, có ai đó đang làm tổn thương bạn. Do đó, giấc mơ này nhắc nhở bạn cẩn thận đề phòng mối quan hệ xung quanh. Mơ thấy cắt tóc ban ngày, giấc mơ tốt, tài lộc sẽ đến với bạn. Bệnh nhân chiêm bao thấy cắt tóc ban ngày, giấc mơ tốt lành, trong thời gian tới bệnh tình sẽ chuyển biến tích cực. Nằm mơ thấy người khác bị cắt tóc, giấc mơ này nhắc nhở bạn đang bị người tài giỏi hơn tới tranh đấu với bạn. Chiêm bao thấy mình cắt tóc cho kẻ thù, cho thấy bạn sẽ tức giận, muốn đánh bại kẻ thù và bạn sẽ nắm phần thắng lớn. Vậy, nằm mơ thấy cắt tóc, đánh con gì? Nằm mơ thấy cắt tóc, 89. Nằm mơ thấy cắt tóc nữ, 57. Nằm mơ thấy cắt tóc nam, 82. Nằm mơ thấy cắt tóc dài, 81. Nằm mơ thấy cắt tóc ngắn, 46, 75. Nằm mơ thấy mình bị cắt tóc, 62. Nằm mơ thấy mình tự cắt tóc cho mình, 66. Nằm mơ thấy mình cắt tóc cho kẻ thù, 63. Nằm mơ thấy mình cắt tóc cho người khác, 33. Nằm mơ thấy mình vào quán cắt tóc nhưng lại không cắt, 65. Nằm mơ thấy người khác bị cắt tóc, 35. Với giấc mơ, nằm mơ thấy cắt tóc có thể mang đến điềm tốt nhưng cũng mang tới điềm xấu. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ để biết được giấc mơ của bạn là điềm báo xấu hay tốt nhất nhé.